Tổng diện tích của cái khu vực này là gần 3.000 mét vuông. Và bây giờ thì để giúp cho cô chú anh chị chúng ta hình dung rõ hơn về cái nhà vườn là như thế nào, em Hùng sẽ mời cô chú anh chị chúng ta sẽ đi từ phía sau vườn, chúng ta sẽ đi lên ha, cô chú anh chị ha. Hai bên Hùng ở đây này, ở một bên đó là gia chủ là một cái hồ anh chị ha, cái hồ này là hồ cá nha anh chị. Đó, đây là cái khuôn viên hồ cá. Phía bên đây thì chúng ta có thể là một cái nhà sàn gỗ hoặc là chúng ta có một cái nhà tạm ở đây nha cô chú anh chị. Phía sau mình đây thì chúng ta sẽ có luôn cái hồ chứa nước luôn anh chị ha. Đây này, phía bên đây là chúng ta có thể là đựng nước mưa này hoặc là chúng ta dùng đựng nước sinh hoạt của mình này, đúng không ạ? Đó, đây khuôn viên là chúng ta chứa nước ha anh chị ha. Rồi phía bên tay trái cùng đây, đây là cái khuôn viên nhà vệ sinh anh chị nha, có đầy đủ luôn. Ở đây thì chúng ta có thể là trồng thêm nhiều loại cây nữa anh chị ha. Gia chủ đang trồng cho mình là cây xoài này, cây xoài, cây dưa này. Rồi sau này cô chú anh chị chúng ta muốn trồng thêm cây nhãn, cây chôm chôm, cây bưởi cũng được. Ở đây cái đất của mình thì xã Khánh Đông này rất phù hợp để chúng ta có thể là trồng những loại cây ăn trái như là cây cây bưởi này, cây cam này, cây chanh này anh chị ha. Đây, đây là chúng ta có thể là thả cái tầm nhìn của mình anh chị này, đó rất là rộng rãi anh chị ha. Đó, 3.000 mét vuông nha anh chị. Đây là đúng chuẩn cái nhà vườn của mình luôn, đúng anh chị. Đó, gia chủ đang cho xây dựng anh chị này. Bởi vì hiện tại thì gia chủ chuyển đổi cái công tác cũng như là chuyển đổi cái kinh doanh, cho nên là gia chủ mới bán lại cái nhà vườn tại tâm huyết này anh chị. Cái nhà tôn kia là cái nhà chúng ta sinh hoạt chung này, chúng ta có thể là chúng ta lên đây chơi cuối tuần. Có thể là bạn bè, chúng ta có thể là sức chứa tầm khoảng cỡ 20-30 người anh chị ha. Chúng ta ở, chúng ta chơi sinh hoạt, chúng ta có chỗ nghỉ lại luôn nha anh chị. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ đi ra lại khu phía trước nha anh chị. Đó, đó khu phía trước của mình thì đang được xây dựng anh chị này. Đó mà đường này thì bãi chúng ta có thể là đậu xe ô tô chạy thẳng qua quê luôn chị ha. Đó, đây. Cây cối rất là tươi tốt luôn chị ha. Phía sau kia của mình là cũng có là suối luôn anh chị. Có một chiều gió thổi từ suối lên rất là mát anh chị nha. Anh chị ha. Chị ha, thì gia chủ bắt đầu làm trong khuôn viên là từ đây nha anh chị. Còn hai bên đường đây thì gia chủ đã tiến hành trồng cây rồi anh chị này, đúng không ạ? Tiến hành trồng những cái hàng cây rất là đẹp, đúng không ạ? Chỉ tầm khoảng cỡ 6 tháng tới 1 năm nữa thôi, khi mà những cái cây này có thể là tự phát triển, tự sinh sống được. Ở đây thì cây cối rất là xanh tươi anh chị nha. Đó, Hùng xin chia sẻ nha. Tổng diện tích của cái khuôn viên nhà vườn này á, là 3.000 mét vuông, trong đó có trung tâm của thành phố biển Nha Trang mình á, di chuyển thôi. Hiện tại nhà vườn của mình đang được xây dựng và trồng rất nhiều những cái loại. Cô chú anh chị nào mong muốn tìm cho mình một cái nhà vườn cuối tuần về để chúng ta vui chơi cũng như là tổ chức cắm trại cũng như là tổ chức vui chơi với gia đình ở đây thì vô cùng là thuận tiện luôn nha quý cô chú anh chị ha. Rồi giá đầu tư, giá cực kỳ là đầu tư luôn. Quý cô muốn sở hữu có thể là inbox cho em Hùng hoặc kết nối với em Hùng, em Hùng sẽ chia sẻ thêm thông tin về cái nhà vườn đầy tâm huyết này. Xin thành cảm ơn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị ạ.